Trong đời sống vợ chồng, chúng ta thường dễ dàng đưa ra hàng ngàn lý do để từ chối hoặc né tránh chuyện yêu. Nam giới thì lý do là công việc cả ngày mệt rồi, về đến nhà đặt lưng là chỉ muốn ngủ thôi. Nữ giới thì ngoài công việc còn con cái, nhà cửa, lại thêm vấn đề suy giảm nội tiết tố. Và rất nhiều người còn nghĩ rằng đẻ xong 2-3 đứa con, hết nhiệm vụ rồi thì chuyện chăn gối không còn quan trọng nữa. Và tất cả những điều đấy không chỉ là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý, rạn nứt tình cảm vợ chồng, và có một điều mà rất ít ai để ý đến, đó là việc không quan hệ tình dục còn khiến cho cơ thể của chúng ta chịu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực về mặt sức khỏe. Cụ thể như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ảnh hưởng đầu tiên, không quan hệ tình dục khiến cho chúng ta bị stress, căng thẳng nhiều hơn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì những người có tần suất quan hệ từ 1 đến 2 lần trong một tuần có thể kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Điều này là do khi đạt cực khoái, não bộ của chúng ta sẽ tiết ra một hoạt chất có tên là endorphin. Hoạt chất này có khả năng ngăn ngừa sự lo lắng, trầm cảm và tạo cảm giác thư giãn. Vì vậy, khi thiếu sex hoặc tình dục không thỏa mãn thì chúng ta sẽ luôn có một cái cảm giác đó là bực bội, khó chịu, cáu kỉnh, rồi làm việc thì khó tập trung. Điều này thì những anh nam giới nào bị vợ cấm vận lâu ngày quá hiểu rồi đúng không nào? 2. Ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người quan hệ tình dục 1 tháng một lần hoặc ít hơn thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn những người quan hệ tình dục 2 lần trong một tuần hoặc dày hơn như thế. Lý do là bởi khi các bạn quan hệ, các bạn có thấy là chúng ta sẽ phải thở gấp gáp hơn không ạ? Để lấy được nhiều oxy hơn, rồi đồng thời là quả tim cũng sẽ co bóp mạnh mẽ hơn này, tăng tuần hoàn máu đi khắp cơ thể, đặc biệt là đẩy máu xuống khu vực cậu nhỏ và cô bé. Và sau khi mà chúng ta quan hệ xong rồi thì quá trình này nó lại được tuần hoàn ngược lại, và tất cả những điều đó góp phần giúp cho hệ tim mạch của chúng ta luôn khỏe mạnh. Ảnh hưởng thứ ba, không quan hệ tình dục sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Ở nam giới, khi bị huyết áp cao sẽ dẫn tới rối loạn cương dương, còn ở phụ nữ khi bị huyết áp cao sẽ làm suy giảm ham muốn tình dục. Và kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những đối tượng phụ nữ trong độ tuổi từ 57 đến 85 khi quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị cao huyết áp. Vì các bạn để ý mà xem ạ, khi quan hệ tình dục xong thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái, tâm trạng dễ chịu, yêu đời hơn đúng không ạ? Và tất cả những cảm giác đó sẽ giữ cho huyết áp của chúng ta luôn ở mức bình thường, ổn định. Chính vì vậy, những người quan hệ tình dục thường xuyên thì sẽ có mức huyết áp thấp hơn những người không quan hệ tình dục. Ảnh hưởng thứ tư, không quan hệ tình dục gây suy giảm trí nhớ. Người ta tìm thấy mối liên hệ giữa tình dục và trí nhớ. Việc thiếu sex trong một thời gian dài sẽ khiến cho não bộ của chúng ta kém hấp thu, trở nên trì trệ, chậm chạp. Lý do là bởi trong cuộc yêu khi đạt cực khoái thì não bộ sẽ tiết ra rất nhiều hợp chất như melatonin, serotonin hay oxytocin, mà những hợp chất này rất có lợi cho tư duy. Vì vậy, những người thường xuyên quan hệ tình dục thì nguy cơ bị suy giảm trí nhớ khi về già, khi lớn tuổi sẽ không cao bằng những người nói không với chuyện ấy. Và đặc biệt, quan hệ tình dục có thể coi là liều thuốc giảm đau đầu cực kỳ hiệu quả. Bởi vì khi quan hệ tình dục và khi đạt cực khoái thì não bộ sẽ tiết ra hoạt chất endorphin, mà hợp chất này có tác dụng gần giống với morphine, giúp giảm đau nhanh chóng. Ngoài ra thì còn giúp chúng ta giảm đau khớp, và đặc biệt đối với chị em phụ nữ là nó giúp giảm đau bụng kinh. Và ở trong video chia sẻ về những lợi ích cũng như là những tác hại khi quan hệ ngày đèn đỏ thì Thanh Hương cũng đã từng chia sẻ điều này rồi. Ngoài những tác hại thì một trong những lợi ích mà việc quan hệ trong ngày đèn đỏ đem lại đó là giúp chị em phụ nữ giảm cái tình trạng bị đau bụng kinh mỗi khi mà kỳ dâu đến. Ảnh hưởng thứ năm, không quan hệ tình dục khiến cho hệ thống miễn dịch của cơ thể trở nên yếu hơn. Các bạn hãy nhớ rằng cực khoái nó không chỉ là cảm xúc nhất thời đâu, mà nó còn rất có lợi cho hệ thống miễn dịch của chúng ta. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học người ta đã yêu cầu những đối tượng tham gia là phải duy trì tần suất quan hệ từ 1 đến 2 lần trong một tuần, sau đó thì tiến hành lấy mẫu nước bọt. Và kết quả cho thấy những mẫu nước bọt này có chứa nồng độ immunoglobulin cao hơn 30%. Chính hoạt chất này giúp
giúp cơ thể của chúng ta chống lại virus, vi khuẩn và những bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm cúm, cảm lạnh. Vì vậy, khi các bạn càng quan hệ tình dục thường xuyên, nhớ là thường xuyên nhưng phải điều độ, chứ không phải là ngày nào cũng quan hệ rồi là quan hệ với tần suất quá dày đặc đâu nhé. Thì khi các bạn quan hệ với tần suất điều độ thường xuyên thì cơ thể của các bạn sẽ càng có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Thứ sáu, không quan hệ tình dục gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Khi các bạn quan hệ tình dục đều đặn thường xuyên thì cơ thể sẽ thúc đẩy quá trình sản xuất hormone như prolactin hay oxytocin. Những hormone này rất có lợi cho giấc ngủ của chúng ta. Vì sao khi quan hệ xong chúng ta thường ngủ rất là ngon? Một phần là do chúng ta vừa mất rất nhiều sức lực, nhưng cái điều quan trọng nữa đó là gì? Những hormone kia nó giúp cho não bộ của chúng ta như là được massage, thư giãn, nên khi chìm vào giấc ngủ thì chúng ta ngủ rất là ngon và ngủ rất là sâu. Ngoài ra thì nó còn giúp cho cơ thể của phụ nữ đó là tăng sinh nội tiết tố estrogen, mà nội tiết tố estrogen rất quan trọng, có vai trò quyết định đến sắc đẹp này, sức khỏe cũng như là duy trì chức năng sinh lý nữ. Do đó khi mà các bạn lười quan hệ tình dục rồi là không quan hệ tình dục thì các bạn rất hay gặp phải những rắc rối về giấc ngủ của mình, như là mất ngủ, khó ngủ hay là ngủ không sâu giấc. Vậy làm thế nào để luôn giữ được phong độ đỉnh cao ở mọi độ tuổi? Chắc chắn là phải có bí quyết. Các bạn có thể sử dụng man bất gôn với sự kết hợp của rất nhiều loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, bá bệnh, bạch tật lê, ba kích, nấm tỏa hương, sâm cau, đông trùng hạ thảo, hàu hay nhung hiêu, có tác dụng bổ thận tráng dương, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu theo mong muốn, có thể là 20-30 phút. Đối với những nam giới mặc dù còn đang trẻ tuổi nhưng vì công việc hay bị áp lực stress, có những thói quen tác động làm suy giảm chức năng sinh lý thì đây là giải pháp vô cùng tuyệt vời để bổ sung và phục hồi sức khỏe. Đối với những nam giới đang bước vào giai đoạn thoái trào, mãn dục thì đây là giải pháp giúp cậu nhỏ sung mãn, luôn đạt được kích thước tối đa khi bước vào cuộc yêu, cậu nhỏ cương cứng lâu hơn, không còn gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Đặc biệt là sau cuộc yêu thì tinh thần vẫn cảm thấy rất thoải mái, cơ thể khỏe khoắn, sung mãn và thời gian phục hồi lấy lại phong độ nhanh hơn. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản thì đây là giải pháp giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, tăng tỷ lệ tinh trùng sống, tinh trùng khỏe mạnh, bơi nhanh, tăng tỷ lệ thụ thai. Và thêm một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là khi có sự đồng hành của Thanh Hương thì các bạn không chỉ cải thiện về sức khỏe, lấy lại phong độ, mà trong quá trình thì Thanh Hương còn hỗ trợ cho các bạn những khóa học về nghệ thuật phòng the đỉnh cao, có sức khỏe, có kỹ năng, cũng như theo dõi những video của Thanh Hương để thấu hiểu tâm lý, cảm xúc của người phụ nữ nhiều hơn. Thì chắc chắn là dù khi các bạn còn trẻ tuổi hay các bạn đang ở độ tuổi đỉnh cao, hay khi nam giới đã bước sang những độ tuổi càng ngày càng thoái trào và suy giảm hơn rồi, thì các bạn vẫn luôn đáp ứng được đầy đủ những yếu tố về sức khỏe, kỹ năng và sự thấu hiểu tâm lý đối phương. Ảnh hưởng thứ 7, không quan hệ tình dục sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta nhanh bị lão hóa. Các nhà khoa học họ đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa tần suất quan hệ và sự lão hóa của cơ thể. Nói về góc độ sinh học thì các bạn có thể thấy là khi quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên thì rất là nhiều những quá trình được diễn ra trong cơ thể chúng ta, rồi cơ thể của chúng ta thì sản sinh nhiều những hormone có lợi như vậy. Điều đó đã khiến cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, dồi dào hơn, dẻo dai hơn. Nó không khác gì với cái việc chúng ta rèn luyện cơ bắp cả. Nếu như chúng ta lười vận động, không rèn luyện thì cơ bắp sẽ ngày càng yếu đi, đúng không nào? Thì tương tự cái sự lão hóa cũng như vậy, nếu như mà chúng ta lười quan hệ tình dục thì cái sự lão hóa nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Còn nói về mặt tinh thần thì sao? Những người nào mà hòa hợp chuyện chăn gối với vợ, với chồng của mình thì chắc chắn là họ sẽ có một cái tinh thần luôn thoải mái, phấn chấn, yêu đời hơn. Người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thì khi mà cơ thể của chúng ta, khi mà tinh thần của chúng ta luôn thoải mái như vậy thì chúng ta đã luôn trẻ trung, luôn năng động, luôn hoạt bát rồi. Còn những người mà gọi là thiếu khát tình dục, thiếu thốn tình dục thì sao? Họ lúc nào cũng cảm thấy bí bách, khó chịu rồi cáu kỉnh. Cái việc mà mặt của chúng ta nhăn nhó lại nó đã khiến cho là da của chúng ta hình thành nhiều nếp nhăn rồi. Chính vì vậy mà nó sẽ làm nhanh, đẩy nhanh cái quá trình lão hóa, đặc biệt là khiến cho phụ nữ còn gặp cái tình trạng đó là bị mãn kinh sớm. Ảnh hưởng thứ 8, không quan hệ tình dục có thể khiến cho bạn gặp một số vấn đề về tình dục sau này. Cụ thể ở nữ giới, khi không quan hệ tình dục hoặc lười quan hệ tình dục thì thường là bị mãn kinh sớm, và trong giai đoạn mãn kinh thì mô âm đạo sẽ mỏng,
teo và khô. Điều này khiến cho bạn gặp phải cái tình trạng đó là bị đau rát trong quá trình quan hệ, do là bị khô hạn, rồi là bị giảm ham muốn tình dục. Còn ở nam giới thì sao ạ? Khi không quan hệ tình dục thì sẽ có nguy cơ bị liệt dương cao gấp đôi so với những người có tần suất quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên. Cho nên các bạn thấy là đừng có nghĩ là không quan hệ tình dục thì nó không sao, mà nó sẽ để lại những cái ảnh hưởng không chỉ là trước mắt đâu, mà còn cả sau này. Nó cũng có rất là nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh hưởng thứ 9, không quan hệ tình dục sẽ khiến cho tuyến tiền liệt kém khỏe mạnh. Theo như kết quả nghiên cứu thì những người đàn ông có đời sống tình dục tích cực sẽ giảm 20% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Bởi khi xuất tinh thường xuyên, các bạn nhớ này, Thanh Hương nói là thường xuyên nhưng không có nghĩa là ngày nào các bạn cũng xuất tinh hoặc xuất tinh quá nhiều, mà chúng ta sẽ phải luôn luôn có một tần suất hợp lý điều độ nhé. Thì khi mà xuất tinh điều độ thường xuyên thì tuyến tiền liệt của chúng ta sẽ loại bỏ được những cái chất gây ung thư cũng như là những yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ gây ung thư. Thứ 10, không quan hệ tình dục có thể gây ảnh hưởng đến chính mối quan hệ của các bạn. Ngoài vai trò duy trì nòi giống và đem lại rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, thì quan hệ tình dục còn giúp gắn kết tình cảm. Các bạn có thấy cặp vợ chồng nào không quan hệ tình dục mà hạnh phúc không ạ? Nhiều khi vợ không đáp ứng được chồng hay chồng không đáp ứng được vợ đã dẫn đến mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm rồi, chứ đừng nói đến cái việc không quan hệ tình dục với nhau. Những cặp vợ chồng nào mà hòa hợp trong chuyện chăn gối và có một tần suất yêu điều độ thì thường trong cuộc sống họ cũng sẽ cởi mở với nhau hơn, họ dễ nói chuyện với nhau hơn, trêu đùa nhau hoặc rất là ăn ý nhau. Bởi vì khi quan hệ tình dục cũng sẽ giúp cho chúng ta xây dựng niềm tin cũng như là sự thấu hiểu ở đối phương nhiều hơn. Cho nên những chị em nào mà lười quan hệ tình dục thì chẳng khác nào mà dâng hiến chồng mình cho người khác, hoặc là cho chồng mình cái cớ phản bội mình cả. Và ngược lại, các anh nam giới cũng vậy thôi. Và đặc biệt là lưu ý với các anh thêm một chút, đó là gì? Ngoài tần suất yêu điều độ hợp lý thì các anh cũng phải đảm bảo chất lượng cuộc yêu. Bởi vì những hormone có lợi cho cơ thể nó chỉ được sản sinh khi mà chúng ta đạt cực khoái. Vậy thì nếu như các anh quan hệ chỉ được 1, 2, 3 phút thôi thì cuộc yêu đó nó không thể nào mà gọi là trọn vẹn được. Vì nhiều khi là đối tác còn chưa kịp cảm nhận được điều gì thì các anh đã xuất tinh sớm hoặc về đích sớm rồi. Cho nên là chúng ta phải cải thiện cả chất lượng cuộc yêu. Bởi nếu như mà chất lượng cuộc yêu không đảm bảo thì có khi nó còn gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đối tác nặng nề hơn. Ảnh hưởng thứ 10, không quan hệ tình dục sẽ khiến cho hiệu suất công việc bị giảm. Theo như những phân tích ở trên thì rõ ràng chúng ta thấy là gì ạ? Quan hệ tình dục sẽ giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng, và những hormone được sản sinh trong khi chúng ta quan hệ tình dục thì giúp cho tinh thần của chúng ta thoải mái hơn, vui vẻ, sảng khoái hơn, đúng nào? Thì chắc chắn là khi chúng ta làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Giả dụ như là buổi sáng sớm hai vợ chồng làm một nháy, sau đó nằm nghỉ ngơi một chút, sau đó thì cùng nhau vào đi tắm, thay quần áo, ăn bữa sáng, thì chắc chắn là ngày hôm đó tinh thần của các anh sẽ cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, làm việc gọi là hăng say hết mình. Còn ngược lại, những người mà không quan hệ tình dục, họ bị cấm vận lâu ngày thì cảm xúc cũng như là tâm lý bị ảnh hưởng, bị dồn nén, bí bách, và cái cảm giác bị bỏ đói, thiếu thốn tình dục nó cũng giống như cái việc mà chúng ta bị đói ăn. Khi mà chúng ta bị đói và chúng ta chỉ tập trung vào cơn đói thì chúng ta sẽ không thể nào mà tập trung đến những công việc khác được, thì chắc chắn nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, đúng nào? Với những nguy cơ trên, nếu suy ngược lại thì rõ ràng chúng ta thấy quan hệ tình dục đem lại quá nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Nếu các bạn muốn có một cuộc sống lành mạnh, tràn đầy sức sống thì hãy duy trì một tần suất quan hệ tình dục điều độ, hợp lý theo từng độ tuổi, thể trạng sức khỏe, sự mong muốn cũng như sự đồng thuận của đối phương. Chứ không phải là vì chúng ta thấy nhiều lợi ích như vậy mà chúng ta quan hệ tình dục quá nhiều, như kiểu là ngày nào cũng quan hệ hay một đêm quan hệ vài lần thì như vậy nó lại là phản tác dụng. Hãy xem lại video cách tính tần suất quan hệ theo từng độ tuổi mà Thanh Hương đã từng đăng tải trên kênh để các bạn có thể nắm được là ở độ tuổi nào thì quan hệ tần suất như thế nào là hợp lý, bởi video đó rất có ích cho các bạn. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để được nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mà Thanh Hương ra video mới. Còn nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, có thể comment dưới video này, Thanh Hương sẽ làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.